Năm pháp khiến chánh pháp công diệt ở thời mạt pháp. Mạt pháp là thời kỳ thứ ba sau chánh pháp và tượng pháp. Thời hạn của ba kỳ có thuyết cho là sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ thế 500 năm, tượng pháp được 1.000 năm và mạt pháp trải qua 10.000 năm. Có thuyết lại cho chánh pháp và tượng pháp đều trụ thế 1.000 năm, còn mạt pháp thì 10.000 năm. Nhưng cũng có thuyết cho là chánh pháp trụ thế 1.000 năm, nhưng tượng pháp thì trải dài đến 10.000 năm như thời mạt pháp. Vì sao lại phải phân ra ba thời? Là căn cứ vào việc đầy đủ hay không đầy đủ giáo, hạnh và chứng mà nói. Giáo là giáo pháp đã được nghe, hạnh là chỉ cho việc tu hành, chứng là chỉ cho việc chứng quả. Chánh pháp là thời mà người học Phật có đủ cả ba việc này: nghe pháp rồi ứng dụng tu hành rồi liền chứng quả. Còn thời mạt pháp, người nghe pháp và hiểu pháp thì nhiều, mà ứng dụng pháp tu hành thì hiếm, nên phạm giới thì nhiều và chứng quả thì ít. Theo Pháp Uyển Châu Lâm, thời mạt pháp có năm thứ loạn. 1. Bạch y xưng làm bậc mô phạm, còn tỳ kheo vô thức theo đó mà học. Nói về điều kiện cũng như chuyên môn, Chư Tăng Ni là những vị trực tiếp thọ nhận giáo pháp của Như Lai, là người có ưu thế hơn về định lực, trí tuệ cũng như kinh nghiệm đối với chánh pháp. Đáng lẽ chư vị mới là người truyền pháp, nhưng thời mạt pháp lại có tình trạng đảo lộn, vì sự đảo lộn đó mà gọi là loạn. Không phải bạch y đứng ra giảng pháp mà chánh pháp hay tượng pháp trở thành mạt. Biểu hiện và tác nhân là hai thứ khác nhau, đó là nói về nội giáo. Về ngoại giáo, không thể không lấy bạch y làm thầy. Ngoại giáo tuy cần cho việc lợi tha, nhưng tu sĩ dành thời gian cho ngoại giáo cũng có nghĩa là thời gian nghiên cứu kinh luận và công phu bị thu hẹp lại, việc chứng quả khó xảy ra. Đó là lý do nói mạt. 2. Bạch y ngồi tòa trên, tỳ kheo ở dưới. Ngồi tòa trên và ở dưới nói đây mang ý nghĩa bạch y tự xưng ta hiểu đại thừa phải ở cương vị trên, còn tỳ kheo hành pháp nhỏ đương nhiên ở vị thấp, nên nói mạt. Hoặc trong Phật sự, do uy lực và tài vật mà bạch y ở thế thượng, tỳ kheo ở thế kém hơn. Sự đảo lộn đó cho thấy pháp của Như Lai ứng dụng vào đời sống thường nhật kém, nên nói mạt. 3. Tỳ kheo thuyết pháp thì chẳng hành, chẳng nghe, bạch y thuyết pháp thì lại thuận hành. Trong việc giảng pháp và nghe pháp, đòi hỏi sở thuyết phải có duyên với năng thuyết, và pháp được thuyết phải đáp ứng được căn cơ và tính dục của người nghe. Bạch y thuyết chịu nghe, chịu hành, vì pháp được thuyết phù hợp với tâm người nghe. Tức phần ứng cơ tốt, nhưng mà pháp của Phật không chỉ có khế cơ mà còn phải có khế lý. Nếu không lìa lý mà thuyết thì coi như hàng Phật tử xuất gia dụng pháp không tốt như hàng tại gia, nên nói mạt. Nếu lìa lý mà thuyết thì rơi vào cái loạn thứ tư như sau. Bốn, ma thuyết thì cho là chân đạo, chánh pháp của Phật thì cho là chẳng chân. Vì pháp ma thuyết đáp ứng được tâm trạng và tính dục của người nghe, nhưng mà khế cơ thì có mà khế lý thì không, nên nói mạt. Chúng sanh thích danh vọng tiền tài, nhưng không muốn nhọc lòng tu hành làm phước, cũng không nắm được lý nhân quả chi phối tới ba đời, không biết sung túc hiện tại là do cái nhân bố thí từ trước, vân vân. Nên khi ma nói, không cần, để ta cho cái phép là được, liền theo. Tuy lời nói sai với lý nhân quả, nhưng vì đáp ứng được tính dục của chúng sinh, nên chúng sinh cho là chân. Muốn vãng sanh cực lạc, nhưng niệm Phật thấy nhọc, nhớ trước quên sau. Ma nói, không cần tự niệm, chỉ cần nghe cái chip niệm, vãng sanh càng mau, vì niệm mà vô niệm. Lời nói tùy trái lý, nhưng vì đáp ứng được đúng tâm trạng của chúng sinh, nên được cho là chân. Thích làm tổ thành Phật, nhưng mà chánh kiến tu hành không có, muốn từ bỏ tham dục cũng như ngưng dứt vòng niệm, thành ra khi ma thuyết, pháp thân sẵn đủ trong mỗi người, chẳng cần trừ vọng.
trừ là pháp đối trị, chưa lìa nhị biên phân biệt, không thể thành Phật. Không nghe tổ nói, chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Tham, sân, si cũng chẳng cần diệt. Vì tánh của dâm nộ si là Phật tánh, liền cho là phải. Lời ma nói tuy không sai với kinh luận, nhưng duyên khởi là thực lý chi phối thế giới này. Duyên nào có pháp đó, pháp Phật lập ra là tùy duyên mà lập, dùng không đúng duyên thì đề hồ thành độc dược. Thuở xưa, ngài A Nan dụng pháp cho chúng sinh không đúng duyên. Người phải tu sổ tức lại dạy quán bất tịnh, người phải dạy quán bất tịnh lại dạy sổ tức, nên không có kết quả. Vua Trần Nhân Tông hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ: chỉ như gìn giữ giới hạnh trong sạch, không chút sao lãng thì thế nào? Thượng Sĩ trả lời: giữ giới cùng nhẫn nhục, chiêu tội chẳng chiêu phước. Muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Nói rồi căn dặn: đừng nói cho người không ra gì biết. Người không ra gì là người mà việc trì giới và nhẫn nhục chưa thể thực hành, chưa được miên mật như Tổ Trúc Lâm. Trong khi pháp Thượng Sĩ nói chỉ dành cho hàng mà giới không còn phạm và nhẫn đã thuần thục. Muốn được chỗ không tội phước là chỗ lìa mọi chấp thủ, mọi nhị biên phân biệt, thì chẳng giữ giới cùng nhẫn nhục. Vì giới và nhẫn tuy cần thiết cho việc tu hành, không thể không giữ, nhưng không nên chấp vào đó. Chấp tức là trụ, trụ thì không thể chứng nhập tánh vô trụ. Vì thế pháp đó chỉ dành cho hàng căn cơ, mà việc giữ giới và nhẫn nhục đã thuần thục, không phải cho hàng tham dục còn đầy rẫy. Nên nói: đừng nói cho người không ra gì biết. Thành có bệnh thì phải dùng pháp đối trị, không thể dùng pháp dành cho người hết bệnh được. Bệnh càng thêm nặng, không khác người bệnh mà đi uống nhân sâm, bệnh không lành mà còn tử vong nữa. Năm, tỳ kheo chẳng trì giới luật, lưu dưỡng vợ con cùng tục không khác. Chỉ cần vướng vào các loại tham dục bình thường như ăn uống ngủ nghỉ vân vân, pháp Phật diễn nói đã thấy khó tiếp thu rồi, huống là ái dục. Thân tâm không thể thanh tịnh, đạo vô thượng nhất định không thành. Hàng tại gia tu đạo xuất thế còn phải tránh xa các dục, huống là tỳ kheo, mà việc lìa ái dục đã trở thành giới luật. Đó là lý do nói pháp mạt. Đó là năm hiện tượng thường xảy ra vào thời mạt pháp, nhưng cũng có năm pháp khiến chánh pháp không thể diệt ở thời mạt pháp. Dụng được năm pháp này thì có thể duy trì chánh pháp vào thời mạt pháp, ít nhất là cho bản thân mình. Đầu tiên, chỉ y chánh giáo tiến tu, xa lìa các thuyết tà lệch của tiểu thừa và ngoại đạo. Chánh giáo là loại giáo phù hợp với thực lý chi phối thế gian này. Thực lý chi phối thế gian này là duyên khởi, được triển khai thành nhân duyên và nhân quả. Các pháp ở thế gian đều theo duyên mà khởi, vì thế tùy duyên mà pháp có giá trị. Không pháp nào mang tính phổ quát. Pháp Phật cũng như vậy, được lập ra là tùy căn cơ của chúng sinh. Vì thế chánh giáo là loại giáo phải vừa mang tính khế cơ, vừa mang tính khế lý. Khế cơ là ứng đúng căn cơ và tánh dục của chúng sinh mà thuyết. Khế lý là dù theo duyên mà thuyết, cũng không được lìa tinh thần mà kinh luận đã nói. Cho nên, dù là giáo của Phật, nhưng mà khi ứng dụng vào duyên, nếu mà không đáp ứng được đủ hai điều đó thì chánh pháp cũng thành tà pháp. Đó là do không đủ trí tuệ trong việc dụng pháp mà chánh thành tà. Ứng với cái duyên chúng sanh, chỉ thích hạnh phúc ở thế gian, thì thuyết phần giáo liên quan đến nhân thiên thừa. Pháp dù biến hóa thế nào cũng không được lìa ngũ giới, hiếu hạnh, thập thiện hạnh, mà nhân quả là chi phối tất cả. Ứng với cái duyên chúng sinh thích quả vị A-la-hán thì thuyết phần giáo có liên quan đến tứ đế, khổ, không, vô thường, vô ngã vân vân. Biến hóa thế nào cũng không được lìa việc trừ tập diệt khổ, mà liễu thoát sinh tử là đích đến. Ứng với cái duyên chúng sinh thích quả vị bích chi Phật thì thuyết phần giáo có liên quan đến thập nhị duyên sinh, khổ, không, vô thường, vô ngã. Biến hóa thế nào cũng không được lìa việc phá trừ ba chi thọ, ái thủ, mà đích đến là liễu thoát sinh tử, được quả vị bích chi Phật. Ứng với cái duyên chúng sinh thích vãng sinh cực lạc của Phật A-di-đà
thì thuyết Phật giáo có liên quan đến thế giới Di Đà và việc trì niệm danh hiệu Phật, quán tưởng hình tượng Phật vân vân. Biến hóa thế nào cũng không được lìa ba thứ tín, nguyện và hạnh. Tín là tin có cõi Phật A Di Đà, tin niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì nhất định sẽ về cõi đó. Nguyện là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hạnh là phải tự mình niệm Phật, tùy lực, tùy căn của mình mà niệm. Nếu không có tín thì không đủ niềm tin để niệm Phật, không có nguyện thì không có gì có thể thành tựu, dù chỉ là việc bố thí bình thường. Không có hạnh thì không do đâu hàng phục được dòng vọng tưởng tương tục, tâm khó tương ưng với cảnh giới A-di-đà. Nếu nói máy niệm mà mình có thể vãng sanh cực lạc, đó là ma nói, không phải Phật nói. Ứng với cái duyên chúng sinh thích Phật quả, thì thuyết Phật giáo có liên quan đến những việc như Phật tánh, tự lợi, lợi tha, phát bồ đề tâm và thanh tịnh thân tâm bằng con đường trung đạo. Kinh Pháp Hòa nói, vì các Bồ Tát, nhân vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà nói lục độ ba la mật, rốt ráo trí tuệ Phật. Biến hóa thế nào cũng không được lìa việc trừ bỏ vọng tưởng, là nhận ra được thực tánh của vọng tưởng. Như Đại sư Tông Mật đã nói trong cuốn Nguồn Thiền, dứt vọng tưởng là chánh tu, làm các điều lành là trợ tu. Pháp Phật cần dụng cho đúng duyên, dụng pháp mà không đúng duyên, ứng cơ mà không khế lý, khế lý mà thiếu khế cơ thì thuyết chánh pháp thành tà pháp. Nói, xa lìa các thuyết tà lệch của tiểu thừa và ngoại đạo, thì tà là ứng với ngoại đạo, lệch là ứng với tiểu thừa. Tiểu thừa là muốn nói đến các thừa nhỏ, chỉ cho tiểu thừa và trung thừa. Sao gọi là thừa nhỏ? Vì lý chưa tận nên nói nhỏ, chưa dạy người được niết bàn vô sở trụ nên nói nhỏ. Ngoại đạo mà nói tà là chỉ những loại giáo xa lìa nhân quả, lầm nhân, lộn duyên. Nếu chúng sanh theo đó mà tu thì rơi vào các đường khổ, nên nói xa lìa. Nhị thừa mà nói lệch là khi người tu dùng trụ ở các quả vị A-la-hán và Bích Chi Phật, lấy đó làm niết bàn rốt ráo, tức lấy hóa thành làm bảo sở, lấy giải thoát cho riêng mình làm cứu cánh, bỏ mất tâm bồ đề sẵn đủ cho mỗi người. Không phải phần giáo pháp cũng như pháp tu của nhị thừa là sai trái, vì dù là tu đại thừa cũng không ra ngoài việc trừ tập, chứng đạo, chỉ là sâu hay cạn. Nhị thừa phá các tập thuộc phiền não chướng, đại thừa phá sâu vào phần tập thuộc sở chi chướng. Nhị thừa lìa nhị biên phân biệt thô, đại thừa phải lừa nhị biên phân biệt tế. Về pháp tu, pháp của nhị thừa hay đại thừa đều dạy người tu bất động với tám gió, mười căn không dính với trần, vân vân. Nói chung giáo của nhị thừa và đại thừa khác nhau ở phần tinh thần là chính. Nhị thừa được quả vị giải thoát, đại thừa lấy quả bồ đề làm niết bàn rốt ráo, trong đó bao gồm cả giải thoát. Nghĩa là quả vị chứng ngộ không phải một, nhưng pháp tu thì không khác. Tùy bệnh, tùy cơ mà dù tu đại thừa, có khi vẫn phải học phần giáo của nhị thừa, áp dụng pháp tu của nhị thừa. Trong kinh Lăng Già Tâm Ân, Đại sư Hàm Thị nói, Bồ Tát trụ tướng trí tuệ mà vẫn dùng thiền tịch của nhị thừa để trừ sạch pháp chấp vi tế. Đây là chẳng bỏ phương tiện mà chẳng chấp là thật pháp. Nói tiểu thừa còn mang nghĩa chấp pháp. Chấp pháp là cho pháp mình tu là chân lý, đúng mọi lúc mọi nơi mà không thấy mặt duyên khởi không tánh của vạn pháp, thành đối với cả những pháp còn lại đều thật tâm bài bác. Vì thế dù học pháp đại thừa mà tâm chấp pháp quá nặng, chỉ thấy đại thừa mới là pháp Phật nói, bài bác nhị thừa thì đại thừa cũng thành tiểu thừa. Tóm lại, thứ mà người tu phải xa lìa là những cái lệch của nhị thừa và cái tà của ngoại đạo, không phải là chính ngoại đạo hay nhị thừa. Bởi những gì trong giáo pháp của chư vị, nếu là thiện pháp thì chúng cũng chính là thiện pháp trong giáo pháp đại thừa. Và đã học pháp đại thừa thì phải nhớ đến tinh thần vô chấp của nó. Học và hành tất cả các thiện pháp mà không dừng trụ lưu giữ,
đó chính là pháp của Đại Thừa. Đã không trụ chấp thì ngay với cả pháp Đại Thừa cũng không nên chấp. Không cho Đại Thừa mới là chánh pháp nên học, còn Nhị Thừa thì không đụng đến. Nói xa lìa là xa lìa những cái lệch và tà, không phải xa lìa những cái không lệch không tà mà trị đúng bệnh của mình. Bởi trong Đại Thừa có Nhị Thừa, trong Nhị Thừa có Đại Thừa. Đại Thừa không lìa Nhị Thừa, Nhị Thừa không lìa Đại Thừa, vì chúng là pháp duyên khởi. Vấn đề là phải dụng pháp cho đúng duyên. Có bệnh thì uống thuốc, hết bệnh thì thuốc không dùng. Tránh tình trạng bệnh lành vẫn chấp thuốc, dụng pháp này lại bài bác pháp kia. Pháp Phật không lỗi, không có gì để bài bác nếu chúng ta ứng dụng nó đúng duyên. Pháp trở thành lỗi là do sự cố chấp và dụng pháp không đúng duyên, là do người không phải do pháp. Muốn hộ pháp được trường tồn ở thế gian này thì cần phải có cái nhìn duyên khởi đối với các pháp. Biết pháp ứng cơ mà hiện thì cũng sẽ tùy cơ mà được ích lợi. Không sinh tranh cãi, không khiến chánh pháp bị hủy diệt, không khiến chánh pháp bị hủy diệt chỉ vì cái thấy hạn cuộc của mình. Hai, thường hành nhẫn nhục, không sinh sân nhuế, công đức vang xa, khiến người quy ngưỡng. Dù là tu Đại Thừa hay Nhị Thừa, thì việc chính cũng là trừ bỏ tham, sân, si, nghĩa là không để tham, sân, si làm chủ, dẫn dắt mình ra vào trong lục đạo. Nói cách khác là không để tham, sân, si thành tập nghiệp của mình. Tu Đại Thừa là để nhận ra thực tướng của tham, sân, si. Muốn nhận ra được thực tướng của chúng thì trước cần làm cho chúng mất lực, hiện nguyên hình là vọng. Vì thế trong quá trình tu hành, người tu Nhị Thừa hay Đại Thừa đều phải hành nhẫn nhục, không để tham sân si tăng trưởng. Trong việc lợi ích chúng sinh, nếu để tham và sân làm chủ thì việc lợi ích không thể thực hiện. Chúng sinh căng cường, không nhẫn nhục khó mà thành tựu hạnh lợi tha. Vì thế cần phải hành nhẫn nhục và không sinh sân nhuế. Công đức vang xa, khiến người quy ngưỡng là kết quả tất yếu của việc trừ bỏ tham sân si và hành nhẫn nhục. Việc trừ bỏ đó cũng là cái duyên khiến chúng sinh kính ngưỡng mà quy về học pháp. 3. Đối với các vị có đức lớn ngồi ở tòa trên thì cung kính thuận sự, siêng cầu pháp yếu. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thường Bất Khinh nói: sau lúc chánh pháp đã diệt, trong đời tượng pháp, những tỳ kheo tăng thượng mạn có thế lực lớn, để sửa trị pháp tăng thượng mạn đó mà xuất hiện hình tượng tỳ kheo thường bất khinh. Tỳ kheo thường bất khinh, chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ làm một hạnh lễ lại. Bất cứ khi nào thấy tứ chúng, thảy đều đến lễ lại mà nói: tôi chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Trải qua nhiều năm, dù bị mắng nhiếc, hủy phạm, cũng chỉ có một tâm đó. Khi sắp mất, trên hư không bỗng vang ra 20.000 muôn ức bài kệ Pháp Hoa, thảy đều nghe hết, nghe rồi đều có thể thọ trì, liền được lục căn thanh tịnh vân vân. Thì biết tâm cúng kính đối với cả tất cả chúng sinh cũng là một pháp tu, vì nó là duyên giúp phá trừ ngã tướng. Người tu chánh pháp cần y đó mà tu, để tránh những điều sai lệch không đáng có. Thắng Man Phu Nhân, tuy là cư sĩ nhưng bà là một đại Bồ Tát thuyết pháp Đại Thừa. Một trong 10 đại nguyện của bà là: con từ hôm nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, đối với các bậc sư trưởng chẳng khởi tâm kiêu mạn, thì biết việc tôn kính sư trưởng cần thiết cho việc tu hành. Hai hình tượng, một thuộc tăng bảo, một thuộc cư sĩ, đều cho thấy hạnh tôn kính người khác luôn cần thiết đối với cả một người tu, dù đó là xuất gia hay tại gia. Trong Luận Tối Thượng Thừa của ngài Hoàng Bá có người hỏi: thế nào là tâm ngã sở? Hoàng Bá trả lời: là có chút tâm cho ta hơn người, tự nghĩ ta hay như thế. Tâm ngã sở đó là bệnh trong Niết Bàn. Đây nói bệnh trong Niết Bàn thì biết bệnh này khá phổ biến trong giới tu hành, nhất là với người từng thủ chứng được chút gì. Phu nhân biết mình có công đức và trí tuệ hơn người, bà cũng biết nếu không khéo, cái thấy hơn người đó sẽ làm phát sinh lòng kiêu mạn,
là một loại phiền não chướng, bệnh trong niết bàn, thành chẳng khởi tâm kiêu mạn, trở thành một trong 10 đại nguyện của bà. Nguyện vì lòng tha thiết đối với con đường Phật đạo. Nguyện cũng là để chặn đứng một thói xấu, vì lời nguyện ngoài tác dụng biểu hiện sự phát tâm của mình, bản thân nó cũng tạo ra những duyên giúp hành giả thực hành được điều đã nguyện. Đây không chỉ nói cung kính, mà còn thuận sự và siêng cầu pháp yếu, là đối với việc nhận pháp tu hành thì siêng tham vấn những chỗ chưa biết, để trí tuệ được phát triển, việc tu hành luôn tăng tiến, với Phật sự cũng khéo nghe làm không chống trái. Bốn, đối với diệu pháp đã nghe, sinh sâu sự yêu thích, hoan hỷ phụng hành. Nói đến diệu pháp thì thường ai cũng nghĩ đến loại giáo pháp liễu nghĩa. Với hàng nhị thừa chấp pháp thì cho pháp của mình mới là diệu pháp. Với cái nhìn duyên khởi không tánh, loại giáo pháp nào ứng đúng căn cơ và tính dục của chúng sinh mà không lìa lý gọi là diệu pháp. Gọi diệu vì với pháp đó chúng sanh có thể thông hiểu và ưa thích. Hiểu mới có thể theo đó mà hành, thích mới có thể thực hành đến nơi đến chốn. Vì thế dù là pháp tối thượng mà chúng sanh không hiểu, cũng không thể theo đó thực hành, thì pháp đó trong cái duyên của chúng sanh đó chẳng còn là diệu pháp. Cho nên nói đến thực tướng của pháp thì không bàn diệu hay không diệu, chỉ khi ứng duyên mới nói diệu hay không diệu. Vì thế nói diệu hay không diệu là tùy pháp, tùy duyên. Pháp nào vừa khế cơ, vừa khế lý thì pháp đó là diệu. Đây nói sinh sâu sự yêu thích, nghĩa là không phải chỉ thích mà còn thích sâu. Muốn thích sâu thì hiểu phải đi đôi với hành, nghĩa là phải có thực hành ít nhiều phần giáo pháp mà mình đã học thì niềm tin mới được củng cố sâu đậm. Nên nói hoan hỷ thực hành là vui vẻ mà thực hành, thấy lợi ích cho mình và người mà thực hành. 5. Với pháp đại thừa, phương tiện diễn thuyết khiến người sơ tâm học tập có chỗ y tựa tiến tu vào đạo. Đây chỉ nói đại thừa mà không nói đến nhị thừa hay nhân thiên thừa, vì tính bao quát của nó. Ở mặt lý, đại thừa dẫn người đến phần lý tột cùng, không chỉ dừng ở mặt hiện tượng duyên khởi mà còn hiển bày bản chất của duyên khởi. Ở mặt sự, Bồ Tát đạo gồm đủ các hạnh, từ nhân thiên thừa cho đến lục độ ba la mật của đại thừa. Hành giả tu hành có thể tùy phần tùy lực của mình mà hành các hạnh. Ngoài ra thì phần giáo tánh không duyên khởi được hiển bày qua các kinh luận đại thừa, còn có thể giải quyết được sự bế tắc của triết học và khoa học, đáp ứng được nhu cầu tri thức của thời đại. Nên đây chỉ nói đến đại thừa. Nói đại thừa nhưng là nói đủ các thừa. Phương tiện diễn thuyết là ứng cơ mà thuyết để người có cơ sở có thể có học tập. Vì ứng cơ nên lý thì không hai mà pháp thì vô số. Nhưng muôn hình vạn trạng bao nhiêu cũng không được lìa phần lý mà Phật đã nói. Học đại thừa, chỗ đến là quả vị Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nhưng để đạt được quả vị đó, không phải ai cũng hành lục ba la mật. Có người tham thiền, có người niệm Phật, có người tụng kinh, có người làm công quả các chùa, có người tham gia làm việc ở các bệnh viện hoặc nơi khốn khó vân vân. Rất nhiều hạnh để làm, tùy phần tùy lực mà làm thứ gì cũng được, miễn là thiện hạnh. Hành rồi đừng quên lời hồi hướng, nguyện đem công đức này chọn thành Phật đạo, thì những sự mình làm dù nhỏ nhặt cũng không ngoài lý mà Phật đã dạy. Lời nguyện đó có thể giúp mình tùy duyên mà bất biến, đi đông, đi tây, lên núi xuống biển, rồi cũng quy về một đích. Chỉ là hạnh có khác thì thời gian đạt quả có khác. Như Thích Ca và Di Lặc, thời gian tu hành có khác, rốt cục đều thành Phật đạo. Đó là năm pháp mà Phật tử xuất gia hay tại gia đều nên y cứ thực hành, tùy căn tùy lực của mình mà hành ít hay hành nhiều, cạn hay sâu. Trong đó vừa có phần tư lợi, vừa có phần lợi tha, duyên khởi nên tùy phần tùy lực mà lúc thì ứng dụng phần tự lợi nhiều, lúc thì ứng dụng phần lợi tha nhiều, hoặc vừa tự lợi vừa lợi tha xen kẽ. Đó là những phương thức giúp chánh pháp trường tồn ở thế gian, cũng là cách hộ trì chánh pháp không để mất trong thời mạt pháp. Tác giả Chân Hiền Tâm. Kính thưa quý vị, và nội dung vừa rồi được chúng tôi trích dẫn
trên trang Giác Ngộ. Mong rằng sẽ cung cấp cho quý vị những kiến thức vô cùng bổ ích. Không giữ giới có 5 điều suy hao. Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức. Một thời Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người. Bấy giờ Thế Tôn mới nói với các thanh tín sĩ rằng: phàm người phạm giới thời có 5 điều suy hao. Những gì là 5? 1. Cầu tài lợi không được toại nguyện. 2. Dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn. 3. Bất cứ đến đâu cũng không được mọi người kính nể. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Thân hoại, mệnh chung, sa vào địa ngục. Trái lại, này các thanh tín sĩ, phàm người giữ giới sẽ có 5 công đức. Những gì là 5? 1. Cầu gì đều được như nguyện. 2. Tài sản đã có thì thêm mãi không hao sút. 3. Ở đâu cũng được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp thiên hạ. 5. Thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi trời. Bấy giờ đã nửa đêm, Phật bảo các thanh tín sĩ hãy trở về. Các thanh tín sĩ vâng lời, đi quanh Phật 3 vòng rồi đảnh lễ mà lui. Trường A Hàm, Kinh Du Hành số 2. Sống ở đời, ai cũng mong muốn gia đạo được bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức. Ông cha ta đã trao kinh nghiệm quý báu: có phước có đức, mặc sức mà hưởng. Dĩ nhiên muốn có phước đức thì cần làm phước. Những việc thiện đang làm là phước mới, sẽ trổ quả tương lai gần hoặc xa. Còn thành quả ngay trong hiện tại là nhờ phước cũ, những việc thiện đã làm trước đó. Phước đức được kế thừa và tiếp nối để tạo ra bình an lâu dài. Trong cuộc sống này, song hành với việc làm phước là hết sức cẩn trọng để tránh những việc tạo ra sự tổn phước. Tránh hao tổn phước đức là việc rất quan trọng. Nếu không lưu tâm đến vấn đề này thì nguồn phước ngày càng suy giảm. Để dễ hình dung, ta biểu thị tăng phước mang dấu cộng, tổn phước mang dấu trừ. Tăng phước và tổn phước luôn cộng trừ lẫn nhau, kết quả cuối cùng sẽ cho ra chỉ số phước đức. Nếu dương thì phước còn, đồng nghĩa mọi thứ đều còn. Nếu âm thì phước hết, mọi thứ sụp đổ, không thể cứu vãn. Để tránh tổn phước, không gì mầu nhiệm bằng sự giữ giới. Lâu nay chúng ta thường nghĩ giữ giới nhằm trau dồi đạo đức, giữ vững nhân cách. Còn một phương diện quan trọng khác của giữ giới là tránh sự hao tổn phước đức. Khi quá khốn khó, người ta hay làm càn làm quấy khiến mất phước thì đã đành. Nhưng mà khi đời sống khá lên, mọi sự đủ đầy, người ta thường sinh tâm phóng dật, sa đà vào thụ hưởng. Nếu ai sống có giới thì sẽ kiểm soát được mình, không đi quá đà, không sa ngã vào buông lung cám dỗ. Nhờ vậy mà giữ được phước đức, không bị hao tổn, sự nghiệp vững vàng, gia đạo bình an. Quan sát sự ngã ngựa của quan chức, sự sụp đổ của doanh nhân, sự khánh kiệt của thường dân, sẽ thấy rõ ràng phước đức của họ suy giảm đến cùng kiệt, thậm chí bị âm. Trong đó có nguyên nhân chủ yếu là không giữ giới, sống phi pháp, vô đạo. Những người này đã đi vào bóng tối, tối cả đời này và đời sau. Tất cả đều do phước đức chứ không phải là hên xui. Cũng không phải vì thánh thần thưởng phạt mà căn nguyên là do chính mình. Thế nên người Phật tử hằng tôn kính giới, người công dân cần thượng tôn pháp luật mới có thể bình an, giữ vững cơ nghiệp, thịnh phát và hạnh phúc lâu dài. Quý vị thân mến, và đó là tất cả nội dung của ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc.